Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về acai. Như hôm trước, tôi đã giới thiệu thực phẩm chức năng Jeunesse Reserve là một loại thực phẩm có chứa tế bào gốc. Thành phần chiết xuất của Jeunesse Reserve hoàn toàn là từ 6 loại quả mọng và 2 loại lá cây, với khả năng không chỉ cải thiện sức khỏe toàn diện, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức đề kháng, mà còn có tác dụng chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ cho người dùng. Chính vì sự đặc biệt và hiệu quả này, Jeunesse Reserve được ưa chuộng số 1 tại Mỹ hiện nay. Acai là loại quả đầu tiên trong 6 loại quả mọng này được giới thiệu trong video hôm nay. Acai người ta còn gọi là thần dược hỗ trợ điều trị ung thư. Đây, xin giới thiệu với quý vị là quả acai. Khi nó còn trên cây chưa thu hoạch thì nó cái dạng như thế này. Tên tiếng Anh và tiếng Pháp đều viết là acai. Đọc, nếu đọc cái tiếng âm tiếng Việt là acai đấy. Nhưng còn tên tiếng Nga là acai. Và tên tiếng Trung là acai. Tên tiếng Nhật là acai. Bằng cách giúp cơ thể duy trì khả năng phục hồi tốt hơn trước tác động của các gốc tự do, acai có lợi cho gần như mọi hệ thống cơ thể: tim mạch, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, miễn dịch, vân vân. Acai hay còn gọi là cọ acai đấy, mọc nhiều ở rừng rậm nhiệt đới Amazon, Brazil, Peru, Suriname, Trinidad và Tobago, chủ yếu ở vùng đầm lầy và vùng ngập nước. Cây cọ acai là những cây cao, mảnh khảnh, cao tới hơn 25 mét, gần 82 feet, với những chiếc lá dài tới 3 mét, tức là 9,8 feet, quả nhỏ tròn và có màu đen tím. Đây, mình giới thiệu đây, quả acai đây đấy, nó có màu đen tím như thế này. Tục truyền rằng do thời kỳ đói kém ở châu Mỹ Latin, có một tù trưởng tên là Itaqui đã ra lệnh tử hình tất cả trẻ sơ sinh. Khi con gái của vị tù trưởng này sinh con và đứa trẻ bị tử hình, cô ta đã khóc lóc thảm thiết và chết vì thương con bên cạnh một cái cây non mới mọc. Cây này sau đó đã ra rất nhiều quả cho bộ lạc này ăn trong suốt thời kỳ đói kém, và được họ gọi tên là cây acai, vì đó là tên
của cô con gái vị thủ trưởng tên là Yasa. Yasa nhưng mà đánh vần ngược lại đấy, thì là Asai. Đấy, đây là cái bức tranh mà các vị các người dân ở cái vùng Trung Mỹ Latin hái Asai để ăn. Quả Asai đã được biết đến với việc duy trì các quần thể người Brazil và Amazon truyền thống, bao gồm cả bộ lạc Caboclo. Chúng ta xem hình đấy, người dân ở vùng bộ lạc Caboclo đấy. Trên thực tế, một số hồ sơ cho thấy người Caboclo chỉ ăn quả Asai trong một số thời điểm nhất định trong năm. Họ có thể săn bắn và tìm kiếm thức ăn trong nhiều giờ mà không bị đói, mệt hay yếu. Được cho là vì các chất phytonutrients và chất xơ họ có được từ việc ăn nhiều quả Asai. Quả Asai berry hoặc là Asai đấy là một loại quả mọng nhỏ tròn màu tím đen, có chu vi khoảng 25 ly một inch ấy. Trông giống quả việt quất cỡ lớn, có hình dạng tương tự như một quả nho nhưng nhỏ hơn và ít bột hơn, và mỗi cây có từ 500 đến 900 quả. Thành phần của quả Asai chiếm 90% là hạt, chỉ có 10% là cơm, tức là cùi đấy. Tuy chỉ chiếm 10% nhưng phần cùi quả này lại chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, dầu chất chống oxy hóa anthocyanins là chất chống oxy hóa mạnh, gấp 10 đến 30 lần anthocyanins có trong rượu vang đỏ. Nhưng acai berry cung cấp nhiều thứ hơn là chỉ chất chống oxy hóa. Nó còn cung cấp nhiều vitamin A, vitamin B gồm B1, B2 và B3, vitamin C, vitamin E, chất điện giải magie, kali, phốt pho và mangan, các khoáng chất sắt, canxi, đồng và kẽm, và nguyên tố vi lượng polyphenol, chất béo lành mạnh bao gồm chất béo không bão hòa đơn và axit béo omega, bao gồm omega 3, omega 6, omega 9 và các axit béo như là axit linoleic, axit palmitic và axit oleic. Rồi nó còn cung cấp các sterol thực vật như là B citosterol, campesterol và sigma sterol. Có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vỏ quả acai đã được chứng minh có chứa cyanidin 3O glycoside và cyanidin 3O rutinoside dưới dạng anthocyanin, 12 hợp chất giống flavonoid bao gồm homoorientin, directionin, tasifolin, deoxyhoses, isovitesin, scoparin cũng như proanthocyanidin. Nhờ các thành phần dinh dưỡng trên, chiết xuất acai berry trong thực phẩm chức năng Receive giúp: thứ nhất, chống lão hóa, giữ gìn thanh xuân. Chất chống oxy hóa anthocyanins giúp giảm hình thành gốc tự do, nên giảm sự lão hóa cơ thể, chống nhăn. Các vi khoáng chất giúp da tươi sáng và tránh thâm nám.
không còn nghi ngờ gì nữa. Hầu hết những lợi ích mà bạn có thể nhận được từ acai berry là do hàm lượng chất chống oxy hóa cực kỳ cao. Đó là lý do tại sao nó có điểm số ORAC cao, viết tắt là ORAC. Đọc là ORAC là viết tắt của chữ là khả năng hấp thụ gốc oxy. Nó là một thang đo các đặc tính chống oxy hóa của thực phẩm. Giá trị ORAC được sử dụng để phân loại thực phẩm theo số lượng chất chống oxy hóa mà chúng chứa dựa trên trọng lượng. Và acai berry rất gần với đứng đầu danh sách với chỉ số ORAC cao, rất cao. Quả acai tím thực sự có màu sắc riêng biệt do nồng độ cao của một số chất dinh dưỡng sắc tố nhất định mà chúng chứa, đặc biệt là anthocyanin ấy, được tìm thấy trong nhiều loài quả mọng màu đỏ tím. Nồng độ của các chất oxy hóa trong acai được cho là cao gấp 10 lần so với nho đỏ, và acai được ước tính có lượng anthocyanin gấp 10 đến 30 lần so với rượu vang đỏ. Chất chống oxy hóa bao gồm anthocyanin đóng góp vô cùng lớn vào lợi ích chống viêm, chống lão hóa của quả acai, bởi vì chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình tổn thương gốc tự do, còn gọi là stress oxy hóa, khiến cơ thể xấu đi và phát triển bệnh theo thời gian. Acai đặc biệt hiệu quả trong việc quét superoxide và peroxide. Trên thực tế, nó đã được chứng minh là có số điểm cao nhất trong số các loại thực phẩm được báo cáo so với gốc peroxide được đo bằng các xét nghiệm hấp thụ gốc oxy. Các gốc tự do chịu trách nhiệm cho sự hao mòn của chúng ta về sự lão hóa, và chúng xâm nhập vào cơ thể thông qua những thứ như chế độ ăn uống kém, chất ô nhiễm hóa học, ô nhiễm môi trường và lượng ánh sáng tia cực tím cao. Không chỉ tổn thương gốc tự do làm cho chúng ta trông già nhanh hơn bằng cách làm hỏng da của chúng ta, mà nó còn góp phần vào các cơn đau khớp, đau xương và đau cơ bắp. Hai là giảm stress, ngủ ngon. Chiết xuất trong acai giúp ngăn chặn sự hình thành gốc tự do nên giảm sự căng thẳng của não bộ, giúp bạn tập trung làm việc, tinh thần thư thái và ngủ ngon hơn, giúp ích cho chức năng nhận thức. Ăn nhiều thực phẩm có chất chống oxy hóa là một cách tự nhiên để cải thiện sự tập trung và trí nhớ của bạn đấy. Viêm và stress oxy hóa là hai nguyên nhân cơ bản của các vấn đề về nhận thức, bao gồm mất trí nhớ và các rối loạn tâm thần liên quan đến tuổi tác khác. Thông qua quá trình ngăn chặn hoạt động sinh học làm suy giảm tính toàn vẹn của tế bào, acai có tác dụng bảo vệ các tế bào não, có thể có tác động cải thiện chức năng nhận thức và vận động. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất từ acai có chứa các chất dinh dưỡng cho não, bao gồm anthocyanin như là cyanidin, delphinidin, manvidin, pelargonidin và peonidin, cùng với phenolic như là catechin, acid ferulic, quercetin. Vì nó tắt các con đường
gây viêm, làm tổn thương tín hiệu thần kinh trong não. Quả acai được cho là giúp kích thích các chức năng tinh thần và giúp ai đó suy nghĩ rõ ràng hơn, duy trì mức năng lượng cao và giải quyết các tác động khác nhau của căng thẳng tâm lý tốt hơn. Acai bảo vệ chống lại tác hại của stress, bao gồm phá vỡ cân bằng nội tiết tố và tăng nồng độ cortisol. Tác dụng thứ ba, bảo vệ chống lại bệnh tim và tiểu đường. Hợp chất chống oxy hóa của acai berry giúp bảo vệ sức mạnh thành mạch của tim. Trái acai berry cũng giàu sterol thực vật, giúp bảo vệ tim bằng cách ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông, cải thiện tuần hoàn máu. Acid oleic và acid linoleic acid có tác dụng làm giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ngăn ngừa rối loạn lipid máu. Quả acai berry cũng được coi là một thực phẩm chống viêm vì nó có chứa một số acid béo không bão hòa đơn. Ngoài chất xơ và phytosterol giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, các nghiên cứu cho thấy rằng thường xuyên uống nước ép acai sẽ có tác dụng tích cực đối với nồng độ lipid trong máu và có thể bảo vệ tim. Tiêu thụ acai berry cũng giúp giảm viêm. Đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ của bệnh tim mạch vành và các vấn đề liên quan đến hormone, bao gồm cả bệnh tiểu đường loại 2. Acai rất giàu chất béo không bão hòa đơn như là acid oleic, được tìm thấy trong dầu ô liu, nguyên chất ấy, bổ dưỡng cho tim và giúp cho cơ thể sử dụng dầu cá omega 3 để giảm viêm và tạo màng tế bào. Một nghiên cứu năm 2011 được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Medicus ở California đã điều tra tác động của acai đối với hội chứng chuyển hóa, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một tình trạng được xác định bởi các yếu tố nguy cơ khác nhau đối với bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường loại 2. Tác dụng thứ tư, hỗ trợ giảm béo, giúp kiểm soát sự thèm ăn và giúp giảm cân. Acai berry có khả năng ức chế sự thèm ăn nhờ vào cách nó tác động đến các loại hormone khác nhau, kiểm soát lượng đường trong máu và cảm giác đói no. Nó dường như giúp cải thiện các chức năng trao đổi chất, giúp cơ thể hoạt động hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, phá vỡ thức ăn, loại bỏ chất thải và điều chỉnh việc giải phóng insulin. Một số nghiên cứu cho thấy rằng bằng cách giúp tăng cường tiêu hóa hợp lý và kiểm soát lượng insulin trong máu, acai có lợi cho việc kiềm chế cảm giác thèm ăn và có thể hữu ích trong kế hoạch giảm cân lành mạnh. Có thể acai tạo điều kiện cho sự phân hủy chất béo và carbohydrate và cũng giúp giảm ham muốn ăn quá nhiều. Đây là cách trực tiếp giúp giữ trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Chiết xuất từ acai berry hỗ trợ tăng vi chất để tránh hiện tượng mệt mỏi, run chân tay, tê chân tay khi dùng sản phẩm giảm cân. Tác dụng thứ năm, hỗ trợ điều trị ung thư. Acai berry giàu chất chống oxy hóa, đó là thành phần giúp ngăn chặn sự đột biến tế bào, giảm ngừa ung thư. Các nghiên cứu cho thấy thành phần acid linoleic acid có khả năng ngăn ngừa ung thư. Dùng acai mỗi ngày giúp bạn bổ sung acid linoleic acid để ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư. Tác dụng thứ 6, tăng năng lượng, giảm mệt mỏi. Acai berry chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi. Ở Brazil,
nơi gần rừng Amazon đấy. Khi đời sống nghèo khó, người dân không có tiền mua thực phẩm bổ dưỡng như là thịt, phô mai chẳng hạn, thì họ đã dùng trái acai berry như một cách thay thế thịt. Bởi thế, người dân ở khu vực này rất cường tráng và khỏe mạnh, mặc dù bị đói. Tầng thứ 7 có tác dụng tăng cường cơ bắp, giúp các cơ bắp thực hiện chính xác các động tác và giúp phục hồi nhanh các chấn thương. Đấy, rất tác dụng cho các vận động viên. Ngoài ra, các loại dưỡng chất chứa trong loại quả này còn có khả năng giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể khi luyện tập thể chất, di chuyển nhiều, tăng cường sức khỏe làn da, các đốm đen, nếp nhăn, chảy xệ và đổi màu đều gắn liền với tổn thương gốc tự do trong da. Nhiều người cũng sử dụng acai berry để loại bỏ các vết sẹo, vết rạn da, vết chân chim và da khô. Tiêu thụ nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể sửa chữa các tế bào da bị tổn thương nhanh hơn, và do đó một vẻ ngoài trẻ trung hơn sẽ được duy trì. Tác dụng thứ 8, kích thích tiêu hóa khỏe mạnh. Acai berry cải thiện tiêu hóa theo những cách khác, ngoài cách mà hầu hết các loại thực phẩm giàu chất xơ làm. Acai berry được coi là chất làm sạch tiêu hóa tự nhiên, giúp gan và thận xử lý và loại bỏ chất thải và độc tố khỏi cơ thể. Có nghĩa là nó ngăn chặn sự tích tụ của các chất có hại và chất khó tiêu ở lại trong ruột, nơi chúng có thể gây táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Bằng cách cải thiện quá trình trao đổi chất nói chung, quả acai có khả năng tăng tốc thời gian vận chuyển ruột, ngăn chặn thức ăn lên men trong ruột và gây đầy hơi, trào ngược hơi và táo bón. Đối tượng sử dụng acai như thế nào? Nó dùng cho người thiếu vi chất, thiếu năng lượng, sức đề kháng yếu, có nguy cơ cao mắc các bệnh viêm nhiễm, ung thư. Rồi dùng cho người mắc các triệu chứng về tim mạch, huyết áp, cholesterol cao. Rồi người ăn kiêng cần bổ sung năng lượng trong quá trình giảm béo, cần duy trì một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Quả acai giúp kiểm soát hormone thèm ăn, cải thiện chức năng trao đổi chất, giúp giảm cân. Rồi người mong muốn có thân hình cân đối, làn da tươi sáng khỏe mạnh, giữ gìn vẻ thanh xuân. Rồi người đang điều trị bệnh ung thư và các bệnh do suy giảm miễn dịch. Rồi những người quá bận rộn, không có thời gian ăn các loại thức ăn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Rồi người có cuộc sống quá nhiều áp lực, nhiều lo lắng, nhiều stress. Rồi người có hệ thống tiêu hóa kém và bị nhiễm độc cơ thể do đường tiêu hóa. Bây giờ chúng ta so sánh hai loại quả. Một quả được coi là thần dược là quả acai và quả câu kỳ tử mà chúng ta thường hay biết đấy, chúng ta biết đấy. Quả acai và câu kỳ tử đều là siêu thực phẩm chứa đầy chất dinh dưỡng. Cũng giống như quả acai đấy, kỳ tử đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay. Trong y học cổ truyền, kỳ tử được ca ngợi vì cải thiện sức chịu đựng, sức mạnh, ham muốn tình dục, khả năng sinh sản, sức khỏe của tim và tuổi thọ. Cũng giống như acai, kỳ tử rất giàu vitamin A, B1, B2, C, E, B6 cộng với 18 axit amin thiết yếu: axit linoleic, beta carotene, 21 khoáng chất vi lượng, vitamini và selen. Một trong những lợi thế của kỳ tử là chúng không chứa chất béo bão hòa, natri và cholesterol như acai. Mặc dù chất lượng chất béo bão hòa trong quả acai
rất nhỏ. Kỳ từ cũng có hàm lượng vitamin A, sắt, vitamin C và canxi cao hơn acai, nhưng chúng chỉ là 1:9, 1:10, không hơn nhau bao nhiêu. Tuy nhiên kỳ từ có lượng đường và carbohydrate cao hơn một chút so với quả acai. Về nồng độ chất chống oxy hóa thì acai đứng đầu. Điểm ORAC của quả acai được ước tính là 102.000 so với điểm ORAC của kỳ từ là 30.000. 102.000 so với kỳ từ chỉ có 30.000. Nhưng làm sao để mua được quả acai bảo đảm chất lượng đây? Một trong những trở ngại lớn nhất với việc trồng, việc bán và việc sử dụng quả acai là chúng rất dễ hỏng và dễ vỡ khi chịu nhiệt độ cao. Acai berry được cho là bắt đầu hư hỏng trong vòng 24 giờ sau khi được thu hoạch nếu nó không được sấy khô. Điều này khiến các nhà cung cấp khó vận chuyển được quả acai tươi mà không làm hỏng các hóa chất thực vật quan trọng mà chúng có. Bởi vì quá trình phân hủy tự nhiên của acai berry có thể xảy ra quá nhanh, dẫn đến nhiều hợp chất có lợi nhất của nó bị mất. Giả sử nếu bạn sống bên ngoài Brazil, bạn chỉ có thể mua được acai berry dạng khô hoặc bột acai. Vậy thì cách tốt nhất của bạn là hãy mua Jeunesse Reserve. Các chất dinh dưỡng có giá trị của acai đấy đã được chiết xuất và bảo quản tốt nhất trong cái hộp Jeunesse Reserve đấy mà chúng ta vẫn sử dụng đấy. Nó giảm trừ được việc bị dính thuốc trừ sâu, bị hóa chất bảo quản tổng hợp GMO đấy, cho nên là an toàn nhất là nên chúng ta nên mua và sử dụng cái Jeunesse Reserve như bài trước chúng tôi đã giới thiệu. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt ạ.